Em Hoàng đến từ Salon ô tô HHD Xe Auto xin kính chào tất cả quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe hơi. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng một cái siêu phẩm, có thể nói được gọi là siêu phẩm. Sở dĩ tại sao? Bởi vì hôm trước em có mua được một chiếc Prado 2012 chạy được 49.000 km, thật sự rất mới. Và sau 5 giờ lên sóng clip thì cũng đã có anh khách hàng rất thiện chí đến và chốt giao dịch ngay. Ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng và về được một cái siêu phẩm nữa, có thể nói là khá là lướt. Một chiếc xe Prado năm 2013. Chiếc này thì sản xuất năm 2013, cũng một chủ đầu và chiếc xe chạy được 80.000 km nha các bác nhá. Thật sự là đối với những cái dòng xe Toyota này em rất ít khi làm, nhưng mà vì nó quá mới các bác ạ. Đấy, đời xe thì có thể là không được cao, không được đánh giá là cao lắm, nhưng mà cái chất lượng xe của nó thì thật sự là quá là tuyệt vời. Chúng ta cùng đánh giá nhanh một chiếc xe Prado 2013 đến nay có những cái gì ưu việt như thế nào nhé các bác nhé. Nếu nói đến Prado thì phải nói đến một cái mẫu xe mà gọi là mẫu xe đường trường SUV cỡ lớn. Đấy, rất thích hợp ở thị trường Việt Nam. Nó khỏe về động cơ, nó khỏe về hệ dẫn động. Rồi cũng giống như là những cái câu nói khá là vui là Toyota luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái nó gọi là giá trị cốt lõi đấy các bác ạ. Tức là nó cũng không có cái gì để hỏng cả. Đấy, chiếc xe của em một chủ từ đầu và biển số là bảng số tỉnh. Đấy, biển số khá là VIP nha các bác nhá. 22A02266. Chiếc xe này là ở quê em luôn. Chiếc xe biển Tuyên Quang, em gốc là người Tuyên Quang. Đấy, xuống Hà Nội kiếm ăn các bác ạ. Đấy. Chiếc xe Prado này của em thì em đánh giá là nước sơn zin còn được khoảng 80%, không thể tránh được những cái phần ví dụ như là xước sát ngoài da bên em về vệ sinh rồi spa đánh bóng vệ sinh lại một chút. Dàn lốp thì cũng đã được gia chủ vừa mới thay mới nhé các bác nhá. Này, dàn lốp còn rất là mới luôn, vừa mới được thay mới luôn đấy ạ. Đã lắp thêm cảm biến áp suất lốp đầy đủ hết rồi này. Đấy, các cái phần cua lốp ở bên trong cũng vậy, rất là zin và mới ạ. Đấy, các cái bậc, phần bậc để chân lên xuống này. Đối với một cái xe Prado em hay để ý những cái này. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như mà xe mà chạy đường xấu nhiều á thì những cái phần bậc này nó nát hết. Đấy, nó vỡ ra hay là nó bị sứt sẹo các bác ạ. Đấy. Rồi là các cái phần đèn pha cũng vậy này, còn rất là mới luôn, đèn rất là trong nhé các bác nhé. Đèn pha bi xenon rồi. Đấy, màu đen, bên em đã đánh bóng rồi. Cũng chia sẻ một chút là đối với chiếc Prado 2012 hôm vừa rồi em vừa giao dịch thì thật sự là ít khi em mua được những chiếc xe như thế. Nhưng mà khi mà đã lên sóng rồi thì trời ơi sao quá trời quá nhiều khách hàng có cái nhu cầu muốn tìm một cái dòng xe trong cái tầm giá như vậy. Và hôm vừa rồi thì em đã chốt bán chiếc xe đó là 1 tỷ 150 triệu cho một anh khách hàng tên là anh Thanh ở Hà Nội. Anh đến từ khu Thanh Xuân. Đấy. Rất nhanh gọn và quyết đoán thôi. Chiếc xe này cũng vậy các bác này. Xe cực kỳ mới nhá. Em cứ lướt một vòng xung quanh xe rồi chúng ta sẽ đi vào cùng chi tiết nhá các bác nhá. Đấy. Phần cốp đằng sau này các bác này. Đấy. Bên em mới lấy về và chỉ có vệ sinh qua một chút thôi, chưa có spa spiếc gì cả. Hàng ghế thứ ba cũng vậy. Đấy. Các cái phần lướt cốp, lướt kiếc của nó còn rất là mới luôn. Các phần học đèn cũng vậy này các bác này. Đấy. Sơn zin còn 80% nhé các bác nhé. Đối với một chiếc xe 2013 như vậy là quá nhiều rồi đấy. Đấy, những cái phần bậc, những cái phần ốp tay này của nó vẫn còn rất là mới các bác. Đây, hàng ghế thứ hai ngồi cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Đây là ghế da nguyên bản theo xe nhé các bác. Đấy, ghế da nguyên zin theo xe. Đấy, cửa gió hàng ghế thứ hai, dàn điều hòa đằng sau riêng biệt này các bác này. Đấy. Các cái phần lớp nỉ ở phía chân, ở phía dưới này cũng vậy, còn rất là mới. Thường thì đa phần những cái dòng xe Prado này nó không phải là cái dòng xe để mà mang tính chất là kinh doanh dịch vụ được. Đấy, thường liên quan đến các bác, ví dụ trong ngành, hạn quân đội, quân điếc là các bác ấy thích đi những cái loại này. Đấy, xe thật sự còn rất là mới, lắp thêm màn hình Android rồi các bác nhé. Chiếc xe này thì lắp thêm màn hình Android rồi. Cái ghế, em không hiểu là tại sao Toyota nó lại thiết kế có cái quả da ghế mà đúng thật sự là nhiều khi là nói hơi chạnh lòng, nó không khác gì nhựa các bác ạ. Sờ vào nó vừa dày mà nó vừa đanh ấy. Ngồi này thì đến bao giờ nó mới hỏng được. Ok, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào khoang ghế lái để trải nghiệm về chiếc xe này cùng với em. Một chiếc xe Prado trong tầm giá tầm khoảng 1 tỷ 2 các bác ạ. Đây, sản xuất năm 2013. Đấy, đây là phần ghế lái nhé các bác nhé. Đây là ghế nguyên zin. Em chỉ có vệ sinh qua một chút thôi. Thì đương nhiên rồi, một chiếc xe mà chạy thời gian thì đây nó không thể tránh được những cái vết này. Nó bợt nhẹ một tí, nhưng mà không sao. Thật sự là cái này thì bên em xử lý phút mốt thôi ạ. Spa lại nó lại như mới luôn.
Đấy. Các cái phần phím ấn mọi thứ cũng vậy, rất là mới. Hôm nay Hà Nội thì rất là nắng ráo. Tuy nhiên cái thời tiết này thì nó lại hanh khô cho nên là dễ ốm lắm các bác. Đấy, bác nào mà ở trong miền Nam mà chuẩn bị ra ngoài Bắc thì cũng phải lưu ý cái việc đó nhé các bác nhá. Đấy. Đây, em điểm nhanh qua một vài các cái option. Cái xe này thì cũng chẳng có gì nhiều option đâu, nhưng mà em sẽ điểm nhanh qua. Gia chủ lắp thêm được cái màn hình Android này 9 inch để giải quyết khâu giải trí. Điều hòa tự động rồi, nhưng mà vẫn là một vùng mà thôi. Đây, tuy nhiên thì những cái này nó lại là giá trị cốt lõi này các bác này. Cài cầu hai cầu điện nhá. Đấy, hai cầu chủ động, mình sẽ tự cài động cài cầu. Đấy, nó rất là hay ở vậy. Ngoài ra thì là có thêm cả hệ thống cân bằng điện tử này, chống trơn trượt, cảm biến trước. Đấy, chìa khóa thì đương nhiên là chưa, đời này thì chưa có chìa khóa thông minh rồi. Đấy. Ngoài ra thì có thêm hiệu chỉnh cao thấp đèn pha này. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đấy. Đời này thì vẫn chưa có đèn tự động. Chưa có gạt mưa tự động các bác. Đấy. Chiếc xe của em là chạy được chuẩn là 88.615 km. Full lịch sử bảo dưỡng hãng các bác ạ. Một chiếc xe 2013 đến bây giờ nó vẫn là full lịch sử bảo dưỡng hãng, bởi vì nó là một chủ từ đầu. Và đây là cái phần vô lăng này các bác này. Ở cái xe này thì bác gia chủ lại rất cẩn thận khi mà bọc sử dụng bọc vô lăng, thì khi em bóc ra thì nó còn quá mới. Nó chỉ bợt nhẹ ở tí ở cái góc này thôi này các bác này. Đấy, nó bị bợt nhẹ một tí thôi. Đấy, còn các cái phần nhựa rồi phím viếc này của nó còn rất là rõ ràng và nó mới nhá. Đấy. Mới quá các bác ơi. Nếu như mà so thì có thể là với tầm tiền này các bác có thể đóng mới được một con Fortuner. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có nhiều khách hàng họ lại thích về những cái gọi là giá trị cốt lõi của một chiếc Prado. Prado thì nó việt dã hơn, công nghệ động cơ nó ngon hơn. Đều là 2.7 nhưng mà nó lại ngon hơn. Đây, các cái phần mặt táp lô này của nó còn rất là mới này. Cần số này cũng vậy này các bác này. Đấy, rất là mới luôn các bác. Ở trong này thì có cả hộc lạnh nhá. Đây là hộc lạnh chứ không phải là tủ lạnh nhá các bác nhá. Hộc lạnh này thì nó sẽ ăn theo cái đường điều hòa. Thế cho nên là chúng ta để chai nước vào đây thì nó sẽ mát theo thôi. Ok, vào xem luôn cả cái phần khoang động cơ này. Quảng cáo nhiều nhưng mà vẫn phải xem những cái gì nó là thực tế nhất. Khoang động cơ này mới là cái mà em đang nói các bác. Nó mới một cách kinh khủng. Không thể nghĩ được là một chiếc xe Toyota 8 vạn cây mà nó còn mới đến như vậy. Đây, em điểm nhanh qua một vài các cái chi tiết nhỏ trước nhé. Đây, các cái phần ốc nắp cabo này, keo chỉ này, mọi thứ là nguyên zin hết các bác ạ. Hà Nội hôm nay nó hơi nắng cho nên là có thể em quay nó hơi ngược nắng một tí. Quý vị các bạn thông cảm giúp em một tí. Đây, ốc cabo này. Rồi là các cái phần, đây là vệ sinh này, em vệ sinh lại nhé. Động cơ là 2.7. Đấy, máy VVT. Rất là khỏe luôn. Đây, từ những cái phần con ốc nhỏ nhất nha các bác nhé. Từ phần ốc cảm biến mọi thứ này, nó nguyên zin một cách vô cùng luôn đấy ạ. Đấy, màu máy còn rất là mới luôn các bác. Nó không bị thâm. Đây, đây vẫn còn nguyên zin 7 màu luôn các bác này. Đấy, các cái phần nỉ ở bên trong này của nó còn rất là mới. Một chiếc xe chạy 88.000 km, chưa hề hấn gì đối với một chiếc Prado, Land Cruiser Prado. Các cái phần sắt xi rồi mọi thứ, đinh tán mọi thứ của nó là đều nguyên zin hết các bác. Đây, các cái phần ụ giảm sóc này, rồi là các cái phần thanh càng của nó vẫn còn nguyên zin hết. Đây, các cái phần nỉ này cũng vậy, mới, vẫn còn mới. Xe nào mà chạy nhiều ấy, tầm khoảng quãng độ 15-16 vạn, những cái phần này nó sổ hết ra rồi các bác này. Đấy, hoặc là những cái xe mà đi vào đường xấu ấy. Đấy. Ok, và vừa rồi thì em Hoàng đã giới thiệu nhanh qua quý vị, anh chị, cái mẫu xe Toyota Prado sản xuất năm 2013. Một chủ từ đầu và chiếc xe mới chạy được có 88.000 km mà thôi. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với một cái mức giá vô cùng hợp lý là 1.238.000.000 đồng. Vẫn có hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe trong thời gian tối đa là từ 3-4 năm nhé các bác nhé. Hỗ trợ trả góp trên mọi miền tổ quốc, miễn là lãnh thổ Việt Nam ạ. Đấy, còn về chất lượng xe thì bên em có cấp hợp đồng bảo hành cho khách hàng là bao gồm 5 tiêu chí. Một là xe không bị đâm đụng tai nạn, hai là không bị ngấm nước thủy kích, ba là động cơ hộp số của xe nguyên bản, cái thứ tư là số km nguyên bản theo xe nhé các bác nhé, và thứ năm là hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị có thể vui lòng liên hệ với em Hoàng theo số hotline là 097 209 9992, hoặc ấn theo dõi trực tiếp kênh YouTube hhdc.vn để luôn luôn được cập nhật những cái dòng xe lướt, xe Đức và xe chất lượng đang có mặt tại bên em. Một lần nữa em Đức Hoàng xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị ở những clip giới thiệu xe sau ạ. Em xin chào.